Xin kính chào quý cư dân đã đến với bản tin cư dân Hyundai Estate, bản tin số 43 do ban quản lý tòa nhà Hyundai Estate thực hiện. Kính thưa quý cư dân, nhằm bù đắp lại một phần những gì cuộc sống đã lấy đi của cư dân, trong tuần vừa qua, ban quản lý tòa nhà đã thực hiện treo một số tranh tại sảnh bàn chờ tầng G của các CT do chính con em cư dân Hyundai Estate là những tác giả. Những tác phẩm do chính con em cư dân đang sinh sống tại tổ hợp chung cư Hyundai Estate là tác giả tham gia trong những sự kiện của tổ hợp chung cư Hyundai Estate trong thời gian vừa qua, với mong muốn tạo ra một không gian và bù đắp lại một phần những gì cuộc sống đã lấy đi. Những tác phẩm đã được ban quản lý tòa nhà treo tại sảnh G của tòa nhà để cư dân có thể thưởng thức, ngắm những tác phẩm nghệ thuật do chính con em mình là chủ nhân. Ban quản lý tòa nhà rất mong muốn trong những sự kiện sắp tới của chung cư Hyundai Estate, những con em và cư dân có thể tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa những tác phẩm nghệ thuật để đóng góp vào bộ sưu tập tại các sảnh chờ của tòa nhà. Để hoàn thiện những hạng mục xây dựng còn dở dang xung quanh dự án tổ chung cư Hyundai Estate, những đoạn đường hay nắp cống hố ga chưa được hoàn thiện, trong tuần vừa qua, ban quản lý tòa nhà đã phối hợp cùng ban quản lý dự án quận Hà Đông cùng cộng đồng cư dân Hyundai Estate đã và đang tiến hành xử lý những vấn đề còn tồn đọng nêu trên. Trong tuần vừa qua, ban quản lý tòa nhà đã gửi công văn sang ban quản lý dự án quận Hà Đông đề nghị ban quản lý dự án quận tiến hành hoàn thiện những đoạn đường chưa hoàn thiện để phục vụ việc đi lại của cư dân được thuận tiện hơn. Ban quản lý dự án đã tiến hành cho dọn dẹp những đống trạc xây dựng của vỉa hè đối diện CT1 và CT5. Ngoài ra, đoạn đường chỗ CT4 và CT5 đã được ban quản lý dự án tiến hành dọn dẹp và đổ đá san phẳng để việc di chuyển đi lại của cư dân được thuận lợi hơn. Đồng thời, với sự đoàn kết của cộng đồng cư dân Hyundai Estate đã đóng góp nhằm gây quỹ hoàn thiện những hạng mục chưa được hoàn thiện xung quanh của tòa nhà. Khoản quỹ này đã được ban quản lý tòa nhà thu hộ cho cộng đồng cư dân và cùng cư dân sử dụng vào những tiện ích chung của tòa nhà trong thời gian sắp tới. Quý cư dân vừa theo dõi một số tin chính trong bản tin tuần của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cư dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.